Vì cái hầm này người ta thường hồi đó người ta nuôi cá, cá cha cá dồ á, rồi sao ta lỗ lã gì ta bỏ, rồi giờ cá linh này ngoài sông nó vô nè, hồi đợt nước lên á, rồi không ai bắt, mình bắt mình nhân chứ người ta không có la mướn, còn hết mà hết mà mướn thì mình đi kiếm này này kiếm kia nè, ít thì mình ăn là nhiều mình bán. Mẻ này chắc có 3 kg 4 kg á nè. Từ 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 anh đi thẳng đi, bọc đám một bình hết á. Ừ mệt lúc dọn nè, dọn này không mệt, nó chịu muốn nổi luôn. Dọn này mệt lắm, nằm lưới chú dọn cảnh cả tiếng hồ luôn á, thì chà nó dính lưới á, mình dọn từ từ mới được, còn dọn lẹ quá là cá nó ra hết. Trời ơi, cá giờ không được con nữa, hồi trước nữa không được cũng dư, hồi trước là 10, bây giờ chắc có khoảng 2 phần. Sống thì nó thoải mái mà cái tiền đi kiếm tiền cực lắm chú ơi. Vậy chứ nuôi vợ con phải vậy chứ sao vợ? À, nếu mà bây giờ mình mệt thì mình nghỉ, còn mình có sức thì mình làm tiếp con phụ phụ vậy đó. Vậy thôi, chứ bây giờ còn mình sức ở nhà cho nó nuôi làm chi. Bây giờ con được đồng, mình thêm đồng nữa là thấy 2 đồng rồi, thu nhập thấy cũng khá rồi, gia đình thì cũng ăn đồng còn đồng vậy đó, mình đặt thí dụ vậy đó. Cực chứ mà cái mình làm chủ bản thân mình được nhiều mình hưởng nhiều, được ít mình hưởng ít đó. Nó dễ hơn mà ít có được nhiều lắm chú ơi, đâu có được nhiều đâu. Giờ trăm ngàn, trăm ngoài 200 ngàn là mệt lắm rồi, vậy là mệt lắm rồi nè. Như đây có 100 ngàn gì có đâu, có bao nhiêu đâu.